Dạ, Cơm Sài Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mình mời quý cô chú anh bạn giao lưu hoa tươi mới bí, mai vàng với một số cây một trái một lá. Thì cô chú mình xem nghĩ cái năng hay tiếp. Cho anh màu giúp kênh nha. Rồi, vô clip vàng quý cô chú mình chờ đợi nha quý cô chú anh bạn. Rồi, chào anh màu ạ. Rồi em chào anh Linh ha. Rồi em xin mến chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay em cũng lên một cái clip mai nữa. Hôm nay em có mai tứ quý nha cô chú. Số mai tứ quý, số mai vàng với số cây ăn trái nha cô chú. Thì cũng rất mong cô chú mình xem clip và ủng hộ em clip này được mau lẹ. Địa chỉ của em là khu vực Thạnh Mỹ, phường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vậy rồi đầu clip thì em vô tứ quý trước nha cô chú. Em vô tứ quý trước hết ha. Rồi xong hả tới mai vàng, rồi tới cây ăn trái nè. Cây nhỏ nhỏ con gọn gì dừa. Tứ quý trước lắc. Tứ quý nha cô chú, cây này mọc cốt ha. Dáng hơi siêu nhẹ, anh về mình trồng đứng lại vẫn được bình thường. Cốt cành nó có sẵn hết rồi. Hay là cây này mình không ấy, mình tán ngắn mình chơi cũng được. Cây này đế nó nhỏ mà đế nó cũng đẹp. Rễ nó bự, mọc lực. Trải đều hết. Nó to luôn. Chi cành cũng đầy đủ, nhiều. Hôm nay em có hai cây tứ quý lớn đẹp, cô chú đón xem ủng hộ. Hai phôi lùng lực. Chẳng đâu mà đâu chiều cao cái này luôn. Chiều cao tới mặt bầu là 91. Cái đường kính bầu là 42. Mấy cây này thì hoành nhỏ nha cô chú. Nó cũng gọn gọn mà cũng khéo khéo, 21 ha. Hoành 21. Đấy đều hết. Nhỏ nhỏ chứ từ lúc nhỏ lớn lên cũng 3 4 năm trở lên nè. Trồng sẽ tự nhiên. Tại tứ quý giờ nó cũng cạn rồi cô chú, ăn biết là cây con khách kêu lớn nhiều. Lớn hết rồi. Giờ đụng gì quên nấy. Tháng rồi không trời tháng trời rồi đó. Để có mấy cây. Rồi giá cây này. Rồi cây tứ quý mã số 1 cây này em giao lưu với cô chú là giá 680 ngàn. Rồi 680 ngàn. Giờ cây ghép, số 1. Ghép chơi cô chú ơi. Rồi tứ quý. Dạ rồi, phép mà đổi phôi luôn. Về ghép năm sau rồi thành phẩm thì bán cũng được triệu ngoài. Công chăm sóc, công nuôi thì bán có đó cho lên. Tiếp theo là mã số 2 cũng là tứ quý. Em này mini nhỏ gọn ha. Mà củ nở đẹp lắm nha. Để mặt này để đẹp đều luôn. Này cũng có đầy đủ ha. Cũng hai ba cộng. Cái này nó lớn đẹp lắm nha cô chú. Ủ đế nó dữ lắm á. Tầm hàng nhỏ nhỏ rễ này ha, rễ mình về mình trồng cái mình dở nó lên bỏ nó quanh đây lại. Đúng rồi, nó còn mềm mà cái đó dễ, nó lo nhẹ quá. Đúng rồi, cái cọng đó lo ra, cọng kia lo nhẹ lên, cái nữa là nó cân đối để rễ liền. Đè nó xuống. Đè xuống. Cọng này đưa lên, cọng đưa qua. Chiều cao là được 36 rồi chú ơi. Cái đường kính bầu là 40. Hoành này nó cũng hơi ấy ha. Hoành gì em đo gì là nó 22 ha cô chú. Tại nó nở ha. Hoành tại chí là 22. Cái gốc nó nở chẹt chẹt vậy. Vị trí này là 30. 30. Để cái số số nhẹ mày ơi. Rồi giá cái số 2. Số 2 là giá 650.000 luôn cô chú ơi. 650.000 cái số 2 phôi tứ quý mini. Đấy cũng khá đẹp đó. Đấy nở. Rễ mình kéo qua cái là nhẹ chút phần đó là ok, đều luôn. Đều luôn á. Tại nó cộng rễ nó còn mềm mềm dễ kéo. Ở đây nó cũng có đế hết mà. Dạ. Đế. Vậy là đưa người xuống kéo ngay qua đó. Cái này nó hơi lên chút xíu nè, không rễ đưa lên xíu nữa là đều hết luôn, giáp luôn. Không chống luôn. Dạ, đỡ phôi. Chơi cái kiểu là phải sửa tới sửa luôn theo ý muốn. Đó là mới đã. Số 3 cô chú ơi. Cái này chủ nhà người ta cắt cái phơm nó hơi cao em để luôn ha, cô chú không thích vậy mình tán ngắn xuống đây ha. Chủ nhà cắt theo kiểu cho nó ra tược luôn kìa. Nhưng mà nó không ra tược. Mấy cái thẹo dít như thế. Em sổ gom cũng khéo. Có cái quai ha, cô chú không thích mình cắt bỏ ha. Ở dưới thì nó gom hết. Gom điệu. To to mà. Rễ bự bự.
gì cái ngắn cũng được. Chiều cao là được 60 nha cô chú. Đường kính màu 42. Rồi em vô hoành đi. Hoành vị trí này là 28 nha cô chú. Hoành 28. 28 hoành. Cô chú không thích cầm rễ thì mình cắt bỏ ha. Cắt bỏ cho con ra cũng được 29 30. Nó cắt không đó nữa cho để sổ cho con không cắt mấy. Cái số 3, cô chú. Mã số 3 em giao lưu của chú là giá 750 cô chú ơi. 750 cái số 3, cô chú quý. Vành 28. Dạ rồi, em đổi phôi luôn. Tục lên cái số 4. Số 4 cái này đi. Tới hàng lớn nha cô chú. Quay tới quý hết luôn rồi hả, quay mai vàng. Quay. Gục đất cho bá nặng. Hoành hơi bự. Đây là hoành hoành to à. Cái này hoành to nha cô chú. Già cây to đế. Mà đế là khủng bố luôn nha. Gom một cục cứng nhắc luôn nha. Đó, trời ơi, cái này là cái đuôi em để ha. Đuôi. Cô chú không thích thì mình cắt nha. Để nó rễ bỏ nó xuống, không liên quan gì hết nha. Để nó gom khéo, nở. Quá khéo luôn. Điều. Đặt sạch luôn nha cô chú. Mà con rễ nó cũng cân đối đều đều nha, con bự bự. Điều này có đầy đủ luôn, không trống luôn. Thứ quý giờ là nó muốn tiệt chủng luôn mà. Cái lớn giờ kiếm muốn cạn cạn đìa. Em không gà lần tháng trời nó được bao nhiêu. Thì khi có một số nhà vườn có nó bán giá rất là cao. Biết thứ quý đang hot hết. Cái cây cũng lâu năm lớn này cũng thuộc là dài dài dữ. Dài chục không? Tính hàng chục. Vài tháng nữa chỉ có nước mai vàng mua mai công nghiệp mà bán thôi. Mới màu thôi. Chứ giờ hết cây rồi đi kiếm cái mình đuối. Đó tôi quý thì theo mình nghĩ là nó lớn. Lúc nhỏ màu lắm, tới bự bự chút nó lâu lớn. Tược đa diện luôn. Cái này nó 5-6 tược nha cô chú, 6 tược ha. Nó nhịp đóng nhịp cũng dễ lập tàn ha. Cái này lập tàn nhịn lực cây lắm cô chú. Đế là quá đế luôn. U nù. Đặt luôn. Rồi anh cho chiều cao ha. Chiều cao tới mặt bầu 69 cô chú ơi. Chiều cao 69. Chúng ta cái đường kính bầu dài nhất là 64. Lâu mới săn được mấy cây bự nữa cô chú. Ở bự cái điều này cái kẹo ngắt luôn. Sẵn đem đo hoành ha. Hoành em đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị mình xem ha. Đo trên cái mặt cắt này ha, là nó 46, gần 47 ha. Chạc ở dưới này nó cũng như cái thân nha cô chú, là nó 56 ha. Ngay cái cổ rễ gì nè, 56 vị trí gì nè. Nhóng nhẹ lên cái dai này cái. Là nó cái hoành nó chuẩn luôn là 50 đó cô chú. Trên cổ rễ đó. Đầu nở. Mà tính hoành là 46, 47 hồi nãy nha, mặt trên đó. Hoành khoảng 46. Rồi đo tổng cái cũ một cái. Rồi tổng cái cũ là 1m25 nè. Là đặt sạch luôn nha, cứ nhắc luôn nha cô chú. Quá khứ luôn. Cái lâu được cái VIP đấy. Với quái thì đẹp, mà chi cạnh là chơi tàn đa đẹp luôn, gọn luôn, đầy đủ. Cô chú không thích cái đuôi mình tán cái là nhìn nó tròn nhìn luôn á nha cô chú. Tại em để cái đuôi này nó hơi ve cái đuôi lên chút. Cái đuôi đuôi nữa tạo dạ. Con thú nhỏ nhỏ có cái đuôi. Rồi giá luôn, cây số 4. Rồi cây mã số 4, cây tứ quý này em giao lưu với cô chú là giá 13.500.000 nha cô chú. 13.500.000 cây số 4. 13.500. Và tôi quý cây lớn. Cây lớn cô chú ơi, cây lớn mà nó liền cây ha, nó không có bị thẹo. Nếu có cây mà cắt nhỏ tí này thôi. Tại không tới hai ngón tay. Giờ rồi, phép mình đợi phôi luôn. Một phôi tôi quý lớn cây số 4. Rồi tới một em lớn nữa luôn đi. Rồi tới mai vàng luôn.
Rồi tiếp theo mã số 5 cho cô chú ơi, đây là siêu phẩm luôn ha. Unu. Em này cô chú ở ngoài thấy cái bệ của nó một cái. Cái bệ. Nạt nha cô chú, bệ nạt luôn nha, không có hở gì hết. Quá khứ luôn cô chú ơi, đế là nó cứng bầu luôn. Cái này là cái rễ đó nó lên thành cái cây nha cô chú, chứ không phải mình trồng 2-3 cây gì đâu nha. Nó mọc nhiều lắm, bên đây nó có mọc 2-3 nhánh mà đục bỏ. Bỏ nhìn cho nó chống cái mặt nè. Đúng rồi, tôi quý mà nó lầu rễ lên, nó lên đúng lên cái lóc lên tường. Quá khứ luôn. Có cây này thì bứng không gà lâu nè, nó lên nhựa rồi. Mạnh nè, lên nhựa rất mạnh. Cây này đó người ta trồng ở trong cái thao là cái gì đó. Đó, có cái thao gì đó. Nó còn cái viền nó nằm chìm bẹp. Vậy mốt trồng vô thao mỏng mỏng, để sao nó mục là dừa. Đừng dày quá nha, dày quá không hiệu quả ha. Quá trời cái cây này quá, là đó giờ mới bứng, mới giao lưu được cái cây này. Nguyên một cái bệ quá trời luôn. Cây bonsai. Bệ em hai tay mà em để vô, không hết cái bệ. Ba lửa luôn, ghế mà ghế nó cũng bự nữa, đều. Ghế bự mà nó bỏ cái bằng cứng bầu hết luôn. Có cái nhánh này chủ nhà đã chặt nha cô chú. Ta chặt xước xước nhưng nó còn cái kẽ, em gọt ngang thì nó cũng còn cái lỗ nhỏ à, mà nó giống ta chặt còn luôn nè. Cái nhựa rất là mạnh luôn. Nhựa rất là mạnh. Chứ không phải bị sâu gì hết ha. Quá trời khúc đế. Quá trời luôn. Đế chặt ngắt hết trơn, bự bền cho bá luôn. Nu nè, mập mạp. Già nữa. Cúc cành, cúc cành thì cũng đủ chơi luôn ha, dư chơi luôn. Bự nguyên một khối. Chạy bài luôn. Rồi em cho thông số nha. Chiều cao chiều dài nếu mà em đo tới cái tới vị trí này thì nó 41 ha, em kéo dài xuống tới đây là 58. Này đó là sao đây? Đo hoành luôn ha. Cái này không biết đo sao luôn. Nhìn đo cái hoành ở trên này đi. Bỏ cái mặt cát tiền luôn này. Vị trí này 45 nha cô chú. Này 45 em quay cho cô chú mình xem đi. Coi nó có bị gì không? 45 ha. 45. Hoành. Tại vị trí này nó nằm ở trên luôn. Nằm ở trên rồi đó. Nằm trên mặt cát luôn nha. Ừ. Đây, nguyên một cái bể. Cái bể đặt sọt nè, lòn như đây nữa đây. Chân để cho nó ngay ngắn nè. Bể nào đó. 94 hả? 1m02. Trăm mà, cái trăm á. 102 nha cô chú. Cái này nó bự lắm. Cái đó chết phải là không đúng. 102 đặc khừ luôn á nha cô chú. Và cái nó nạt không nha. Này không là bỏ nhánh này ra luôn đó. 102. Ghế to to bình bằng ha. Đường kính bầu. Cái đường kính bầu là tới 72 luôn nè cô chú. Dài nhất ha. 72. Quá khứ luôn. Cái chậu táp tắt là dừa. 72 là đế nó ra tới đầu viền bầu hết luôn. Ló ra ngoài luôn, cắt bỏ bớt nó chứ lấy hết là nó cả thước. Rồi tôi quý lớn. Bể bể luôn. Rồi giá cây. Rồi cây mã số 5. Cây này em giao lưu với cô chú là giá 17.500 cô chú ơi. Số điện thoại luôn. Số điện thoại của em là 0939048121 ha. Em tên Mau. Ở quận Cái Răng thành phố Cần Thơ ha. Lâu lâu mới săn được cây đẹp cô chú ơi. Cây số 17. Cây số 17. 7 cây số số bây giờ số 5. Số 5 17.500. 17.500. Dạ rồi. Em nói ra nó theo luôn. Cây số 5 17.500.000 cuối cô chú mà. Quá trời. Cây for to quý. Dạ rồi, phép đổi phối luôn. Rồi bắt đầu mình trở lại mai vàng ha. Mai to quý, qua mai vàng. Mấy cây mai vàng cũng khéo khéo không nha cô chú.
chú mình xem ủng hộ nha. Rồi, gì đi. Chơi form mà lắc lắc siêu siêu nhẹ nhẹ theo kiểu một sai ngày xưa. Nguyên cục luôn ha. Này mai vàng miền Tây nha cô chú. Này đào vườn. Để nó gồm nó sổ cũng khéo, còn bự bự. Gồm nguyên khối. Để lực. Nở. Nở cái gốc. Hôm chị cành có đầy đủ. Chị cành thì vừa chơi luôn. Sổ xuống rồi đậu thì đỉnh thì có đầy đủ. Này mình ghép chơi bonsai, còn gọn như dừa. Cái này ghép tập để chiếc bàn trước nhà được, gọn dừa đó. Ra nó form đẹp. Dừa. Loại nguyên cũ này luôn. Chiều cao em đo tới mặt bầu gì là 59. Rồi hoành luôn đó đi. Cái này hoành thì nó cũng chạc chạc. Hình 28 của chú ơi. Hoành 28. Cũng lửng lửng gì là 58, 57. Nguyên cái khối đế này luôn là 98. Cái này sổ có cho 2 tấc không? 2 tấc 2, 2 tấc gừa, 2 tấc rưỡi chứ. 2 tấc rưỡi, 2 tấc 6 luôn. Chứ nó 2 tấc thì em thiệt chưa ngao quá, có 2 tấc rưỡi là vừa. 2 tấc 6. Cái này cũng đẹp cây nha cô chú. Rồi em xin giá giao lưu cái này. Cái rồi cây số 6 này em giao lưu giá 1 triệu 6 luôn cô chú ơi. 1.600.000 hả em, bao ship toàn quốc. Dạ gọi 1.600.000 cây số 6. Chị gọi phép đổi phôi luôn. Tiếp theo mình lên cây số 7. Phôi mây vàng, số 6 phôi mây vàng. Tiếp theo là số 7 luôn cô chú. Để cái này nó nở. Có cành ha, có cành nó đều hết. Thân nó cũng dặn nhưng cũng lắc ha. Có cổ có eo hết rồi. Nở cái gốc ra nè, phì phì. Gửi nó bành bành luôn. Cái này đế thì chơi được nha cô chú. Này kiểu lai lai nhẹ giống thú đang ngầu vậy. Đế nó thì không nhiều mà cũng không ít. Chỉ cần đầy đủ luôn. Cũng sắc sắc không. Chỉ cần thay to. Chỉ cần này dễ chơi, mau mau là lập tàn nó chơi. Thân thì dần dần sáng sáng. Nhìn cái cây khéo khéo, lực lực. Cây nói chung là cây tương đối khéo khéo mà không có không có lai thú đang ngồi. Chiều cao 63 nha cô chú. Đường kính bầu 49. Cái này nó cũng chạc nở. Nở cũng hơi bị bự bự. 34 nha cô chú. Gì đây? 47. 34 nở 47. Rồi xin giá luôn. Rồi cái mã số 7, cái này em giao lưu với cô chú giá 1 triệu 8. 1 triệu 8. 1 triệu 8 số 7. Cái gặp phép đã phối luôn. Cái này nhìn nó cũng hơi phê á. Cái thằng cái thú đang ngồi gốc nở đẹp cây, cây dễ lực. Em còn cây này cù nha cô chú, biết trước nè ha, có người bán ý, có người mua luôn ha, mà ở xa quá em khi chuyển cọc thì không chuyển, em không bán luôn, tại vì bán ra tuốt mà dùng ngoại cô chú ơi, mà không có cọc mà đi mà về mà bị bom một cái là rồi xong luôn. Để sổ nôm để điều. Cây này thân nó bể da hết rồi nha cô chú. Sụt cớm. Sụt cớm á. Thế cũng sổ á, cũng đều vào á. Sổ cao, ngày cũng 2 tấc mấy, 2 tấc rưỡi lên. Cô chú ở xa xa thì có giao lưu thì cho em chút đỉnh cọc ha, cho em yên tâm thôi. Chứ có mấy anh ở xa quá. Mua thế mà không chuyển cọc rồi ra ngoài điện không được cái là rồi. Chuyến đi chuyến về nó là muốn mất cái cây luôn. Gãy điều, sổ mà gãy điều, thấy liều gan. Ô
một size. Chỉ ghép một size ok. Cây này nó quái cây lắm cô chú. Chiều cao là 55 ha. Chiều cao tới mặt bầu. Đế sổ 30. Cây này nay nó đâm chọi rồi nha cô chú. Em đo nhiều vị trí này. Trên này 30. Nhảy eo này 29. Sát xuống đây là 34. Tổng cái nồi đế là 120 cô chú ạ. À. Đế đều đặc luôn. 120 là cứng bầu luôn ha, nó ra tới ngoài chân. Đánh được mạnh. Nhiều này đủ. Cây này sung gây. Rồi giá luôn. Rồi cây số 8, cây này em cũng giao luôn 1,6 triệu luôn cô chú ơi. Cây đâm chồi ha, khỏe. Này về mình trồng liền luôn rồi cô chú. 1,6 triệu, cây số 8, không bao giờ. Cái cây tứ quý là hôm nay là em mới bứng không nha cô chú. Gặm xuống cây nha. Cô chú về để nó lên nhựa hả trọng á, tại vì mới không đó, mới bứng có ngày không á. Cái này cũng mới bứng cái đọp luôn, chưa được 1 tiếng đồng hồ nữa. Cây này cây thần mô nha cô chú, sù ha. Sù thần mô luôn. Sù hình như giáp giáp cho nên, giáp khúc cho nên. Cây này cây bông đẹp, chủ nhà chia sẻ là cây bông đẹp luôn nha cô chú. Cây bông của nó là 8 tới 10, 12 cánh không. Cây này cô chú có thể khỏi ghép được nha. Chị ghi luôn. Dạ, tại em chưa thấy một bông nhưng mà chủ nhà người ta khẳng định là cây bông đẹp. Người ta nuôi trên mô nữa. Cây cũng rất là tốt. Mạnh nha, ra từ cái ung tùm chứ. Ung tùm nó xù ha, khúc trên này là xù hết luôn. Đó, xin ung tùm. Rồi, cho chiều cao nhé. Chiều cao em đo là 60. Chiều cao 60. Cái tán ngang của nó em tính là 45 thôi, tán lá ha. Cây này vận chuyển nó có gãy chút đỉnh thì cô chúng thông cảm ha. Em bán giống như bán phôi vậy đó. Nói em tỉa tỉa mấy cái dài dài này bớt. Gọn gọn rồi em bó nó cho nó đỡ gãy. Để dài quá bó khó. Rồi vô quạnh luôn. Và nó vị trí này là 30 ha. Đầu quạnh 30. Đó cái cục sù này nha. Cục sù này là dướng rồi. 33 cô chú ơi. 33 ha. Sù 33. Cái này đế cũng khá đế nha cô chú. Trông đẹp, chị ghi này đẹp. Xù xù. Cái này mình chơi gin cũng đẹp nha cô chú. Cái form này về vô danh bẻ ra đẹp lắm. Rồi giá luôn. Rồi cây mã số 9. Cây này em giao lưu với cô chú là giá 1,9 triệu luôn. 1,9 triệu. Cây số 9. Cái này về vô dây lên để vô chậu chơi luôn rồi cô chú. Lên tược này. Thì đủ thường mô. Như gọt bếp đỡ không. Rồi tới cây khế. Rồi tiếp theo là cây khế chua cô chú ơi. Cây chua. Cây chua ha, cây này có bộ đế khủng ha. Cây này em đo tính cái phôi không là 70 nha cô chú. Phôi chiều cao 70 nha. Cây này là đế whip luôn nha. Rất là đẹp nha. Rồi để cái đặt sệt cho bá luôn. Đây có cái lỗ này nó hơi trống một tí ha. Em trồng thêm cái cây con vô đây nha cô chú. Nay nó sống rồi ha, nó ra tược rồi đó. Nó tược ở trong rồi đó. Ra nha, 3-4 tược rồi đó. Còn cô chú không thích thì cứ gỡ ra bình thường cũng không có sao hết. Cái lỗ này nó cũng chút xíu à. Còn tại vì bên đây nó quá đặc.
Ở chỗ đó nó nhìn thấy nó hơi trống, em chìm vô một cái cây con vô đó. Vừa luôn. Đèn thôi mình nếu không mấy thì mình lấy con rễ của nó nè, cắt bớt cọng ghép vô cũng được. Nó dính chân rễ nó cũng sống luôn nha. Cái này thì đấy. Cái này thì nó cũng dính vô nè. Lần nữa là nó liền luôn à. Ở đây nó có mấy cái sam nhỏ nha cô chú, nhưng mà giờ nó sành hết rồi ha, cô chú thấy nè ha. Từ gói nha. Từ gói hết. Nó cuốn vô luôn rồi. Đó, đây cũng có nè, đây cũng có một chỗ một điểm nhỏ. Trên đây thì nó có một cái lỗ nè cô chú. Lỗ đó chủ nhà ta chặt cái cốt cành đó, giờ nó bọng tí xíu mà xuống đây đầu nó sành rồi. Xử lý rồi. Ừ. Sơ cái miệng đó. Lên tược rất là mạnh. Theo nhỏ nhỏ không à, như cô chú hai ba ngón tay không à. Nếu mà khế mà chịu nuôi nó mạnh cây thì nó mau lắm, mau liền, khế mau. Quá trời, ghế đế đặt sệt. Theo không có đáng kể. Theo bán một sai. Quá khứ là đế. Thật khế chua cơ chứ. Này giống như ép chậu cho nó gom lại. Khủng bố là đế. Điều cạn. Vô cái hoành ở trên cổ này, cái này cái hoành không có tính được. 51 nha cô chú. Hoành là 9, 51. Đo trên đây không? Đo cái thân nhỏ. Cái thân này, một cái thân nhỏ này. Nhỏ này 40 nha cô chú. Tổng có nồi đế của nó là... chắc 200 mấy. 220 cô chú ơi. 220 có hơn. Đế sổ luôn. Chỗ có một bồn gì là 56. 56 luôn. Điều hai. Cái đường kính ngang với dài luôn. Cái đường kính bầu không là 70 đúng. 71 luôn. Ngang của nó là 59. Rồi xin giấy luôn. Rồi cây mã số 10, cây khế em giao lưu với cô chú là giá 7 triệu rưỡi nha cô chú. 7 triệu rưỡi, cây số 10 khế chua. Bao ship 200 kg mét nha, bao toàn quốc thì cô chú mình phụ em tí ship nữa. Tại vì cây này nó cũng nặng dữ lắm. Nặng, không cần. Cây này mà có vận chuyển gửi bưu điện thì em nhấp bỏ bớt ngắn cái gì hết cô chú, mấy cái tược non nè. Chứ mình để nó cũng xạo, ý nó cũng dập á. Về nó ra mau lắm cô chú ơi. Dập tược rồi để còn nắng mau. Này em để hôm gài có một tuần lễ mà nó ra vậy đó. Ra tú xua cho cái tược để mình có không quay tàn. Clip trước thì có cây này em có quay clip trước rồi cô chú thấy đó. Nó ra ít xịu mà bữa nay mới có một tuần mà nó ra vậy. Dạ rồi. Phép mình đổi phôi luôn. 7 triệu rưỡi nha. Rồi em còn cây cuối clip, cây lập dừng luôn cô chú ơi. Cây này hôm nay bán thanh lý luôn. Rồi chiều cao là 1m9 cô chú ơi. Chiều cao 1m9. Cây lập dừng. Lập dừng. Cái đường kính bầu gần 1m1. Cái này ngày mai ăn mùng 5 ngon lạnh luôn. Hái lá ăn bánh xèo giống vậy ngày mai mùng 5. Ngày mùng 5. Bữa nay mùng 5. Bữa nay mùng 5 chứ. Hái lá ăn bánh xèo luôn. Lá bánh xèo là khỏi chê rồi. Khỏi chê. Không thật sự là mất ngược. Ngược. Cuốn cuốn là ngon lành luôn thiệt. Vừa chê mình chê kiển mà cái bông nó cũng ra bông cũng đẹp. Tàn còn cái bông sổ sổ cũng đẹp. Cây này thất thân tím của nghiệm. Nó. Thoát thân của nó là được 89 nha cô chú. 89. Cốt cành của nó là gần 60-59 nha cô chú. Cốt cành lớn nha. Này hai lá bánh xèo luôn. Thử cho nó ngon không? Ngon. Đặc sản miền Tây. Đặc sản miền Tây. Ăn bánh xèo. Hoành vị trí này là 100 luôn nha cô chú. Hoành 100. 100 ha, 100 vị đó.
Đế thì nó đều bầu hết nha cô chú, tại mũ sơ dừa, lắp sơ dừa chứ mà nhìn thấy nó gì đều chứ. Tên thực là tùm chứ. Mau, chồng này mau, mau ăn, mau, mau sung, tốt, đọc dừng. Cái này bự cầm cạnh, to, như cái cột cho lên, u nu. Quá trời. Cái này vậy chứ nó bẻ tay chi rồi là đẹp lắm. Nó đều luôn á, là làm cái thằng dù là đẹp, nó vừa căng đấu luôn. Ở dưới mắt cười luôn. Rồi clip này thì em thanh lý luôn á, không được thì đưa nó lên mô chồng. Rồi em giao lưu với cô chú là cây mã số 11, cây lồng rừng này em giao lưu giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Bao ship 200 km cô chú à, tại vì cây này vận chuyển nó tốn tiền dữ lắm. Cây lồng rừng. Còn ai tới, ai có điều kiện, cô chú nào có điều kiện có xe tới chỗ em để 3 triệu bạc hả? Dạ. Đó. 3 triệu à. Cây trà bá tiền vận chuyển hơi nặng. Dạ, tại cái phí vận chuyển thôi. Cô chú nào mà có xe tới chỗ thì em để 3 triệu à. Dạ rồi. Rồi thì cũng cây lục rừng này là cây cuối clip em hôm nay ha. Thì em cũng rất mong cô chú mình xem clip và yêu thương ủng hộ em clip này được mau lẹ. Em xin cảm ơn và xin chào ạ. Dạ rồi, chào anh mau luôn. Dạ chào cô chú anh chị các bạn luôn. Dạ, trân trọng kính chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị bỏ thời gian xem ha.